Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Tên lửa Ukraine đi lạc khiến cho 15 dân thường thiệt mạng Chỉ huy lữ đoàn khét tiếng của Ukraine đột ngột bị sa thải, nội bộ đơn vị cực rối loạn, đấu tố lẫn nhau. Tổng thống Ukraine úp mở ở Liên Hiệp Quốc khi nói đến Nga. Chuyên gia Nga đánh giá về nỗ lực của Mỹ trong cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Ukraine đòi Nga bồi thường chiến tranh, Moscow nói thế giới muốn hòa bình, không phải là một nước Nga yếu hơn. Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã khai mạc, bàn hàng loạt điểm nóng an ninh. Tên lửa Ukraine đi lạc khiến cho 15 dân thường thiệt mạng. Theo phân tích của tờ New York Times, dựa trên lời kể của nhân chứng và dấu vết hiện trường cho thấy, vụ nổ vào hôm 6 tháng 9 vừa qua khiến 15 người thiệt mạng tại một khu chợ gần tiền tuyến, có thể là do tên lửa Lỗi của Ukraina gây ra, vụ tấn công tên lửa ngày mùng 6 tháng 9 vào thành phố Constantinika ở miền đông Ukraina là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều tháng qua, khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Chưa đầy 2 giờ sau vụ tấn công, tổng thống Zelensky đã đổ lỗi cho phía Nga. Nhưng các bằng chứng được tờ New York Times thu thập và phân tích, bao gồm các mảnh tên lửa, hình ảnh vệ tinh, lời kể nhân chứng và các bài đăng trên mạng xã hội, cho thấy cuộc tấn công nhiều khả năng xuất phát từ một tên lửa phòng không bị lỗi của Ukraina, được bắn ra từ hệ thống phòng không Buk. Sự việc dường như là một tai nạn, theo New York Times. Các chuyên gia phòng không cho biết những tên lửa như là loại bắn vào khu chợ có thể trệch hướng vì nhiều lý do như là chập mạch, cánh dẫn đường bị hỏng hoặc là bị đứt tại thời điểm phóng một phát ngôn viên của lực lượng vũ trang ukraine cho biết cơ quan an ninh của nước này đang điều tra vụ việc và không thể bình luận gì thêm căn cứ quy định pháp luật sau đây là những bằng chứng nghi vấn tên lửa của ukraine đi lạc đầu tiên là về hướng bay của tên lửa căn cứ đầu tiên mà new york times đưa ra là đoạn phim trích xuất từ camera an ninh gần hiện trường vụ tấn công video cho thấy tên lửa bay vào constantinica từ lãnh thổ do ukraine nắm giữ không phải là từ phía phòng tuyến của nga Khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, hình ảnh phản chiếu của quả tên lửa đã xuất hiện trên nóc hai ô tô đang đổ, cho thấy nó đang di chuyển từ hướng phía tây bắc. Đầu đạn của nó phát nổ khi nó còn cách mặt đất vài mét, khiến các mảnh kim loại bắn tung ra ngoài. Theo một chuyên gia về chất nổ và phân tích tại New York Times, chiếc hố do vụ nổ để lại và dấu vết thiệt hại kéo dài từ điểm phát nổ phù hợp với tên lửa xuất phát từ hướng tây bắc. Thứ hai là nơi phóng tên lửa nghi là tại Ukraine. Một số bằng chứng cho thấy vài phút trước khi cuộc tấn công ở Constantinika nổ ra, quân đội Ukraine đã phóng hai tên lửa đất đối không về phía tiền tuyến Nga từ thị trấn Dorukika, cách Constantinika hơn 16 km về phía tây bắc. Phóng viên New York Times trùng hợp cũng ở Dorukika và đã nghe thấy tiếng phóng tên lửa vào lúc 14 giờ, sau đó vài phút là vụ phóng thứ hai. Cư dân ở Dorukika cũng ghi nhận vụ phóng tên lửa vào thời điểm đó trên một kênh Telegram địa phương. Thêm quả nữa, một bài đăng lúc 14 giờ 03 cho biết, nhắc đến vụ phóng tên lửa thứ hai. Người dân địa phương ở gần các vụ phóng cho biết chúng phát ra âm thanh lớn bất thường, lớn hơn nhiều những âm thanh thời chiến mà họ đã dần quen. Thời điểm của những vụ phóng này phù hợp với khung thời gian của quả tên lửa tấn công khu chợ Constantinica vào khoảng 14 giờ 04 phút. Ngoài ra, hai nhân chứng nói với New York Times rằng họ thấy tên lửa được bắn từ Dorokipka về hướng tiền tuyến của Nga vào khoảng thời gian xảy ra vụ tấn công một trong hai người nói đã thấy quả đạn đi về phía Costa Tinica. Một trong số nhân chứng trên còn cho biết tên lửa được phóng từ những cánh đồng ở ngoại ô thị trấn Dorokivka, nơi mà theo người dân là được quân đội Ukraine sử dụng và họ cũng từng nhìn thấy tên lửa phòng không tại đây. Khi tới khu vực cánh đồng, phóng viên New York Times kể đã bắt gặp dấu hiệu nơi này gần đây từng được quân đội Ukraine sử dụng như các đường hào, hố rác và vết lốp xe khổ rộng phù hợp với phương tiện quân sự cỡ lớn. Một dấu hiệu khác là các vết cháy xém trên đất. Các loại tên lửa phòng không phóng từ mặt đất thường được bắn đi từ đằng sau xe quân sự và đuôi lửa làm cháy xém vùng đất xung quanh. Kết quả phân tích ảnh vệ tinh đã cho thấy có những vết cháy xém mới xuất hiện quanh các con hào và vào ngày xảy ra vụ tấn công mùng 6 tháng 9. Có thể là dấu hiệu cho thấy địa điểm này từng được dùng để phóng tên lửa. Sau vụ tấn công, chính phủ Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa được bắn ra từ hệ thống phòng không S300, nhưng tên lửa S300 mang đầu đạn khác với tên lửa phát nổ ở Kostantinika. Theo tờ New York Times, phần mặt tiền kim loại của các tòa nhà gần vụ nổ nhất bị thủng hàng trăm lỗ hình vuông hoặc hình chữ nhật, có thể được tạo ra bởi các vật thể hình khối bắn ra từ tên lửa. Kích thước và hình dạng các lỗ và mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường phù hợp với tên lửa 9M38 được bắn từ xe phòng không di động Buk cả Nga và Ukraine đều được biết là có sử dụng hệ thống phòng không này. Một số lỗ có chiều rộng dưới 10mm, trong khi những lỗ khác lớn hơn một chút. Trong tên lửa 9M38 chứa các khối lập phương kim loại đặc ruột với kích cỡ khác nhau là cỡ 8mm và 13mm. Trả lời New York Times, hai chuyên gia giả phá bom mìn quân sự đưa ra kết luận tương tự rằng các mảnh vỡ và dấu vết thiệt hại tại địa điểm tấn công phù hợp nhất với tên lửa 9M38. Lý do tên lửa 9M38 với tầm bắn tối đa khoảng 43 km có thể rơi xuống Costa Tinica vẫn chưa rõ ràng, nhưng New York Times cho rằng nó có thể đã gặp trục trặc và rơi trước khi tới mục tiêu dự định. Nếu mới chỉ đi được hơn 15 km, tên lửa 9M38 rất có thể đã chạm đất khi chưa cháy hết nhiên liệu. Trong trường hợp đó, động cơ tên lửa sẽ phát nổ hoặc bốc cháy khi va chạm, và đây sẽ là lời giải thích khả thi cho ca viết cháy xém lan rộng ở khu chợ. Chỉ huy lữ đoàn khét tiếng của Ukraina đột ngột bị sa thải nội bộ đơn vị cực rối loạn, đấu tố lẫn nhau. Lữ đoàn cơ giới độc lập 47 được trang bị các xe chiến đấu Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức được kỳ vọng sẽ dẫn đầu cuộc phản công lớn vào mùa hè của Ukraine. Tuy nhiên, chỉ huy của lữ đoàn này vừa bị sa thải đột ngột, không rõ lý do, theo báo Kiev Post chỉ huy của một trong những đội hình chiến đấu được trang bị vũ khí tốt nhất và nổi tiếng nhất của Ukraine. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 vừa bất ngờ bị sa thải vào cuối tuần sau thành tích đáng thất vọng trong các hoạt động phản công của Ukraine ở khu vực Japorizhia. Chính phủ Kiev thông báo mà không đưa ra lời giải thích chi tiết. Hãng tin của Ukraine đưa tin, Trung tá Alexan Shuk, chỉ huy của Lữ đoàn 47 đã được thay thế bởi Đại tá Oleksan Pali, một chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 112, có trụ sở tại Kiev. Được bổ nhiệm làm chỉ huy lữ đoàn 47 là bước tiến trong sự nghiệp đáng kể đối với đại tá Pali, vì các lữ đoàn chiến đấu ở tiền tuyến được coi trọng hơn các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Trong khi đó, Trung ta sắc vào năm 2022 bắt đầu nổi tiếng là một trong những chỉ huy giỏi trên chiến trường của quân đội Ukraine. Ông đã sử dụng chiến thuật phòng thủ cơ động và phục kích để dẫn dắt lữ đoàn cơ giới số 93 có trụ sở tại Cherkassky, giành được một chuỗi chiến thắng bất ngờ trước các lực lượng Nga đôi khi được cho là có quân số đông hơn quân Ukraine gấp 10 lần. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 được thành lập vào cuối năm 2022 với tư cách là một trong những đội hình chiến đấu đầu tiên của Ukraine, được trang bị hầu hết các vũ khí tối tân của phương Tây và được huấn luyện bởi các huấn luyện viên NATO. Ban lãnh đạo AFU đã chỉ định lữ đoàn 47 là lữ đoàn đột phá và trang bị cho lực lượng này một hệ thống chiến đấu tốt nhất do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm pháo M109 của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng như xe tăng Leopard 2 của Đức. Cuộc phản công lớn vào mùa hè của Ukraine đã đẩy xác vào đội quân do ông chỉ huy vào trận chiến ngày 6 tháng 6 gần thị trấn khu vực phía nam Malatomaka. Lữ đoàn 47 đã bất ngờ tấn công các công sự và bãi mìn rộng lớn nguy hiểm của Nga, nhưng sau đó hứng tổn thất đáng kể bởi mìn, pháo binh, tên lửa chống tăng mà lực lượng đặc nhiệm Nga vận hành, cũng như trực thăng vũ trang của không quân Nga. Lữ đoàn giành được gần như rất ít lãnh thổ, và theo báo cáo nguồn mở, họ đã mất khoảng 30% số xe Bradley, 20% số xe Leopard, mặc dù một số đã được thu hồi để sửa chữa. Tổn thất về nhân sự được cho là không cao do thiết kế bảo vệ tổ lái mạnh mẽ của các thiết giáp NATO. Các hoạt động không thành công thường phải gánh chịu những đánh giá, sau đó và đôi khi là cả các cuộc điều tra nội bộ trong toàn AFU. Nhưng những lời buộc tội và phát hiện trên thực tế không bao giờ được công khai, theo tờ Kiev Post một trung sĩ cấp cao của lữ đoàn 47 tên là Valery Marcus vào giữa tháng 6 đã phá vỡ im lặng vào cuối tháng 6 khi phàn nàn trong một loạt bài đăng trên Telegram từng nhanh chóng lan truyền khắp Ukraine, cáo buộc lãnh đạo cấp cao của lữ đoàn đã phớt lờ những lo ngại của binh lính, trung sĩ và các sĩ quan cấp dưới. Marcus không nêu rõ bản chất của vấn đề cũng như không nêu tên trung tá sắc trong các bài đăng khác, Marcus thừa nhận lữ đoàn đã bị tổn thất đáng kể, tuyên bố binh lính của họ đang cố gắng hết sức có thể và kêu gọi công chúng ủng hộ lữ đoàn 47 trong các trận chiến trong tương lai. Chắc vào tháng 7 đã đưa ra một tuyên bố công khai kêu gọi tất cả các bên trong đơn vị giải quyết xung đột của họ thông qua thảo luận nội bộ, thay vì vạch áo cho người xem lưng, tung hê mọi việc xấu lên mạng. Theo đó, trung sĩ Marcus vào giữa tháng 7 đã thanh thức trung tá sắc bằng một bức thư ngỏ rằng anh không đồng ý với chính sách chỉ huy lữ đoàn. Đề nghị của chính Marcus về việc cho anh từ trung sĩ cấp cao của lữ đoàn xuống làm chỉ huy một chiếc xe chiến đấu Bradley cuối cùng được chấp nhận. Trong những tuần và tháng sau thất bại ở Magla Tomaka, lữ đoàn 47 đã cải thiện hiệu suất chiến trường của mình bằng cách giảm quy mô và tham vọng của các cuộc tấn công, đồng thời áp dụng các chiến thuật tấn công sử dụng đơn vị nhỏ thông thường nhưng linh hoạt cơ động. Tổng thống Ukraine úp mở ở Liên Hiệp Quốc khi nói đến Nga Tổng thống Ukraine đã tận dụng cơ hội phát biểu tại Liên Hiệp Quốc để cố gắng vận động sự ủng hộ dành cho Ukraine. Trong lần đầu tiên xuất hiện trực tiếp tại một sự kiện quốc tế, Tổng thống Ukraine Zelensky trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khẳng định Nga đang phạm tội diệt chủng ở Ukraine và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình để giúp ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai. Xuất hiện trực tiếp tại văn phòng ở New York lần đầu tiên, Tổng thống Ukraine đã tận dụng cơ hội này để cố gắng vận động ủng hộ đối với hoàn cảnh của Ukraine từ nhiều quốc gia, đặc biệt đối với những nước ở phía nam bán cầu. Ông Zelensky cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch hòa bình dựa trên chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh vào hôm 20 tháng 9, ông nói rằng nhiều nhà lãnh đạo thế giới sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình, dù chưa tiết lộ cuộc họp sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu nhưng hy vọng sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay chưa bao giờ việc bắt cóc và trục xuất hàng loạt lại trở thành một vấn đề trong chính sách của chính phủ không phải cho đến bây giờ ông zelensky cho biết và nói thêm rằng chính phủ ukraine đã có danh sách hàng chục nghìn trẻ em bị bắt cóc và có bằng chứng về hàng trăm nghìn trẻ em khác bị nga bắt cóc tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của ukraine và sau đó bị trục xuất Phó đại diện thường trực của Moscow tại Liên hiệp quốc, Dmitry Polyansky, đã theo dõi bài phát biểu từ ghế của Nga trong phòng họp và thỉnh thoảng viết vào một cuốn sổ. Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga vũ khí hóa thực phẩm và năng lượng, lưu ý rằng có nhiều công ước hạn chế vũ khí, nhưng không có hạn chế thực sự nào đối với việc vũ khí hóa chính sách. Ông giải thích Ukraine và các đối tác đang cố gắng giải quyết việc Nga phong tỏa các cảng Biển Đen, đồng thời cũng chỉ trích gay gắt các nước láng giềng của Ukraine, những người đã định kỳ chặn xuất khẩu sản phẩm của Ukraine sang phía Tây vì sợ cạnh tranh với sản lượng trong nước và giá thấp hơn. Ông cho rằng một số người bạn của chúng tôi ở châu Âu có biểu hiện cho rằng đoàn kết là sân khấu chính trị, bằng cách hạn chế nhập khẩu từ Ukraine để tạo tiền đề cho một diễn viên Moscow ông nói rằng nga từ lâu đã sử dụng dầu và khí đốt làm vũ khí và hiện đang vũ khí hóa năng lượng hạt nhân ông chỉ ra việc moscow chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân japoritia đã biến nơi đây thành một quả bom bẩn tiềm năng tổng thống ukraine cho biết mục tiêu chiến dịch quân sự của nga là biến ukraine và người dân đất đai và tài nguyên thành vũ khí chống lại các bạn chống lại trật tự dựa trên luật lệ quốc tế Ông cũng đề cập đến kế hoạch hòa bình của Ukraina, trong đó bao gồm việc Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraina, chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và bồi thường thiệt hại. Chuyên gia Nga đánh giá về nỗ lực của Mỹ trong cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Việc kết nạp thành viên mới được cho là sẽ tạo ra một số vấn đề liên quan đến quyền phủ quyết cũng như làm phức tạp quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận. Theo tờ Vedomosti của Nga, chính quyền Mỹ đang bắt đầu nỗ lực cải cách Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch mở rộng Hội đồng Bảo an trong bài phát biểu trước kỳ họp thường niên thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 tháng 9. Cụ thể, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn hết sức cần thiết trong bối cảnh tình trạng bế tắc đang diễn ra, khiến cơ quan này không thể thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của mình. Ông Biden nói thêm chính quyền Mỹ đã tiến hành tham vấn nghiêm túc với nhiều quốc gia thành viên về việc mở rộng Hội đồng Bảo an đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục thực hiện phần việc của mình để thúc đẩy các nỗ lực cải cách. Chúng ta cần phá vỡ tình trạng bế tắc thường xuyên, cản trở tiến bộ và cản trở sự đồng thuận trong Hội đồng Bảo an. Chúng ta cần nhiều tiếng nói hơn, nhiều quan điểm hơn tại bàn đàm phán. Ông Biden tuyên bố, kể từ khi thành lập năm 1945, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ bao gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô, Nga từ năm 1992, Anh và Pháp. Nhận định với Vodomosti, Sergei Gladin, một chuyên gia về luật quốc tế cho biết, theo Điều 108 và 109 của Hiến trương Liên Hiệp Quốc, việc cải tổ này không dễ dàng. Các sửa đổi cần có sự phê chuẩn của 2 phần 3 trong số hơn 190 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc để có hiệu lực. Đó là lý do tại sao Mỹ đã tìm cách hợp tác với từng nước trong số họ vào mùa hè năm ngoái, nhưng khó có thể đảm bảo đủ số phiếu bầu. Về phần mình, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrei Kotunov chỉ ra rằng, Tổng thống Biden muốn ủng hộ sáng kiến nhằm dân chủ hóa Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thể hiện sự ủng hộ đối với các quốc gia ở Global South, các quốc gia đang phát triển và mới nổi ngoài phương Tây, chủ yếu là Brazil và Ấn Độ. Theo ông Katunov, việc kết nạp thành viên mới sẽ tạo ra một số vấn đề liên quan đến quyền phủ quyết, cũng như làm phức tạp hóa quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và quyền từ chối tư cách thành viên của một số quốc gia nhất định ukraine đòi nga bồi thường chiến tranh moscow nói thế giới muốn hòa bình không phải là một nước nga yếu hơn Ukraine tuyên bố rằng Tòa án Công lý Quốc tế nên yêu cầu Nga trả các khoản bồi thường chiến tranh cho nước này, trong khi Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, phần lớn cộng đồng quốc tế muốn hòa bình ở Ukraine hơn là làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây đang làm. Ukraine cho rằng Tòa án Công lý Quốc tế nên áp dụng các khoản bồi thường chiến tranh đối với Nga và lập luận rằng chính luật pháp quốc tế đang bị đe dọa. Lập luận của Kiev là Tổng thống Nga Putin viện dẫn diệt chủng chống lại những người thân Nga ở miền đông Ukraine là một trong những cái cớ để Moscow bắt đầu gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo Ukraine, đây là hành vi lạm dụng công ước của Liên Hiệp Quốc, vốn được cả Kiev và Moscow và ký kết. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố thêm rằng cộng đồng quốc tế muốn hòa bình ở Ukraine nhưng không gây tổn hại và làm suy yếu nước Nga như các nước phương Tây vẫn làm. Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã khai mạc bàn hàng loạt điểm nóng an ninh. Vào ngày 19 tháng 9, kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã chính thức khai mạc ở thành phố New York và sẽ kéo dài tới ngày 30 tháng 9, với sự tham gia từ 143 đại diện chính phủ các nước. Bốn trên năm thành viên thường trực gồm Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc không có nguyên thủ dự mà chỉ cử đại diện. Cụ thể đại diện từ Trung Quốc là Phó Chủ tịch Hàn Chính. Phái đoàn Anh cử Phó Thủ tướng Oliver Dowden, Pháp cử Ngoại trưởng Catherine Colonna, Nga cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc là tâm điểm của ngoại giao đa phương ở cấp độ và tần suất hoạt động cao nhất. Năm nay được kỳ vọng là cơ hội để các nước tái khẳng định sự đoàn kết quốc tế, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương với Liên hiệp quốc là trung tâm. Chủ đề bao trùm của khóa họp là xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, tăng cường hành động về chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Phiên khai mạc ngày 19 tháng 9 nóng với hàng loạt vấn đề hiện nay như xung đột Nga-Ukraine đảo chính. Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 19 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại rằng chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine đã vi phạm hiến trương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh của Washington sẽ sát cánh cùng Ukraine, kêu gọi các lãnh đạo cùng làm điều tương tự, theo hãng tin Reuters tổng thống ukraine zelensky cũng có mặt tại phiên khai mạc kỳ họp đại hội đồng liên hiệp quốc trong bài phát biểu ông zelensky kêu gọi sự đoàn kết ủng hộ từ các nhà lãnh đạo trên thế giới giúp ukraine đối phó chiến dịch quân sự của nga ông zelensky nhấn mạnh xung đột nga ukraine phải chấm dứt để thế giới có thể tập trung giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách như khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ với hàng loạt thảm họa thiên nhiên chẳng hạn như trận động đất gần đây ở morocco và lũ lụt ở libya chúng ta phải đoàn kết hành động để đẩy lùi Nga và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này, ông nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích gây gắt Nga, cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu các lãnh thổ mà Moscow dành từ tay Kiev. Phía Nga chưa lên tiếng. Trong phiên khai mạc ngày 19 tháng 9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng Mỹ nên thể hiện thiện trí và quyết tâm trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài nhiều tháng giữa hai bên vẫn đi vào ngõ cụt. Việc rời khỏi thỏa thuận hạt nhân, Mỹ đã vi phạm thỏa thuận và nguyên tắc thiện trí. Mỹ nên thể hiện thiện trí và quyết tâm của mình, ông Rice nêu. Vào hồi năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vì cho rằng thỏa thuận này quá hào phóng với Tehran, đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ đối với Iran. Các lệnh trừng phạt khiến chính phủ Iran từng bước vi phạm các giới hạn hạt nhân nêu trong thỏa thuận. Sau khi nhậm chức vào năm 2021, tổng thống Biden đã cố gắng đàm phán để khôi phục thỏa thuận. Theo đó Iran đã hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy sự nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ, liên minh châu Âu và Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, quá trình đàm phán hạt nhân đã bị đình trệ từ tháng 9 năm ngoái khi cả hai bên cáo buộc nhau đòi hỏi những nhượng bộ quá mức. Các quan chức Mỹ và châu Âu đang tìm cách hạn chế các hoạt động hạt nhân của Tehran kể từ khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ cách đây một năm. Brazil cảnh báo nguy cơ đảo chính ở Guatemala Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cảnh báo các nhà lãnh đạo trên thế giới về nguy cơ đảo chính ở Guatemala, lặp lại những lo ngại của Mỹ về rủi ro đối với nền dân chủ ở quốc gia Trung Mỹ này sau cuộc bầu cử vào tháng trước. Có nguy cơ xảy ra đảo chính ở Guatemala, điều này sẽ cản trở lễ nhậm chức của người chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ ở nước này, ông nói. Tuần trước, văn phòng công tố viên hàng đầu ở Guatemala đã đột kích các cơ sở bầu cử và mở các lá phiếu được niêm phong từ cuộc bầu cử. Trong đó, tổng thống đắc cử Bernardo Arevalo và đảng Semilla của ông chiếm ưu thế áp đảo. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc có sự bất thường trong việc đăng ký thành viên đảng Semilla trước cuộc bỏ phiếu, điều mà đảng này đã phủ nhận. Vào ngày 18 tháng 9, đại sứ Mỹ tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ Francisco Mora đã kêu gọi chính quyền Guatemala đương nhiệm chấm dứt các nỗ lực đe dọa nhắm vào các quan chức bầu cử và các đảng viên Semilla. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 tháng 9, Tổng thống Guatemala, ông Alejandro Gamati đã chỉ trích sự can thiệp không cần thiết của nước ngoài vào quá trình bầu cử của nước ông, đồng thời lặp lại cam kết chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới. Trái ngược với sự thiếu trung thực mà chúng ta đã nghe trong hôm nay, tôi sẽ trao lại quyền lực cho người được bầu theo ý nguyện của đa số người dân Guatemala vào ngày 14 tháng 1, khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc, ông Guatemala nói. Ở một khía cạnh khác, Tổng thống Brazil cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba. Ông cũng kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc chiến ở Ukraine thông qua đối thoại. Ông Lula chỉ trích việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn và việc các thể chế đa phương đã không thúc đẩy hòa bình toàn cầu và giảm nghèo. Vị Tổng thống Brazil cũng chỉ trích quỹ quốc tế vì không đại diện cho các nước nghèo và Tổ chức Thương mại Thế giới đã không ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!